Hello các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng con Bentax K2 nha. Ngoài lồng của con auto, có auto rất là dễ xài. Đầu tiên mà pin của máy mình sẽ dùng cái tu vít để mình dặn khe pin ra, để sẽ ra khe pin. Và pin của nó sẽ có cái chiều nằm trong cái view, trong cái đó để bạn nhìn đó, là chiều âm nó sẽ hướng xuống cái lẫy sắt này. Rồi khi mà mình gấp mic vô cho máy rồi thì mình sẽ nhấn nhẹ, lúc này mình sẽ thấy là đèn nó sáng, nghĩa là máy đang có pin. Nếu mà đèn nó không sáng nghĩa là máy mình đang chưa có pin. Rồi ở trên len nó sẽ, khi muốn tháo len mình sẽ đè cái nút này. Rồi mình dặn ra, chặn hướng này xuống thì sẽ tháo len ra. Gắn len vô thì trên len sẽ có chấm màu cam này. Đó, trên máy sẽ có chấm màu cam. Đặt hai cái này song song với nhau, sau đó xong xoay những cái cách cái là được. Trên len sẽ có khẩu độ, khẩu này cho mình biết độ xá phong. Và nếu muốn chi tiết hơn một cái này thì mình sẽ có một clip hướng dẫn riêng nữa về chi tiết. Nhưng mà khẩu cho mình biết độ xóa phông, số càng nhỏ thì sẽ càng xóa phông, là số càng lớn thì hình mình sẽ càng nét. Và đồng thời nó sẽ cho mình gì, thì khi mình để khẩu những số nhỏ nó sẽ mở full ra để lấy được nhiều ánh sáng. Khi mình tăng những cái khẩu này lớn dần lên thì nó sẽ khép nhỏ lại để lấy ít ánh sáng hơn. Thông thường khi mình gắn lên vào trong máy thì mình chụp mình mới thấy khẩu có đóng mở, hoặc là mình có thể nhấn nút stop nút này để cho mình thấy được khẩu đóng mở nè. Đó thì khẩu đóng mở này khi mà mình gắn lên trong máy á, thì thông thường tụi mình sẽ hay là tưởng tượng, ví dụ như mà mình muốn chụp một cái vật gì đó thì mình có thể tưởng tượng là à tôi sẽ chụp xóa phông hay tôi sẽ chụp ánh nét. Con máy này sẽ có hệ thống đo sáng, đo sáng của nó như thế nào thì tương ứng khi mình chỉnh một khẩu, mình nhấp nhẹ nút chụp thì trong view ngắm nó sẽ có một cái kim màu đen nó chỉ vô từng cái vạch số nằm ở bên tay phải. Và cái vạch số đó nó sẽ trải dài từ 1000 má xuống tới số 8. Ok, 1000 có nghĩa là 1/1000 tới 1/1 giây. Và có những cái số màu cam trong gương ngắm á, hoặc là cái số mà nó trong trong là những cái số là số tốc độ phơi sáng. Phơi sáng đây là gì? Nó sẽ chụp cũng 2 giây, 4 giây hoặc là 8 giây. Rồi, với những chế độ đó, những khi mà bạn thấy cái tốc độ nó xuống quá thấp thì bạn giúp mình cầm cái máy cho nó chặt hơn. Rồi thì cái con này chỉnh là chỉnh khẩu, xong rồi trong gương ngắm báo tốc, và nó báo tốc bao nhiêu thì mình sẽ chỉnh trên máy về tốc như đó. Ví dụ như trong máy nó đang báo tốc 60 thì mình sẽ chỉnh về 60 canh theo cái lẫy màu cam ở đây. Rồi đó, mình lên cò lấy nét là mình xoay cho nó rõ điểm chính giữa ra, sau mình chụp. Thì cái con này nó khá đặc biệt ở chỗ là nó sao ta, tất cả hầu như những cái dòng máy phim đó, nó đều có một cái điểm lấy nét ở giữa. Và khi muốn chụp vật thể gì, ví dụ như bạn muốn chụp cái này, cái miếng cái đổ này ngăn bên đây ngắt qua phần tư, và muốn nét thì bạn dường chỉ ở trong đây, bạn lấy nét trước xong bạn canh cái khung ngắm lại thì hình đó nó sẽ nét ở chỗ này. Ok, lấy nét xong rồi canh khung. Nếu mà bạn muốn chụp mà con này hôm bữa mình có nói là nó sẽ có automatic, có nghĩa là tự động full, thì bạn có thể dặn về chữ automatic. Thì lúc này khi tương ứng với bạn chỉnh một cái khẩu độ, nó sẽ cho bạn một cái tốc độ trong view ngắm, và nó sẽ chụp với bất kỳ tốc độ nào đó tùy theo môi trường sáng. Và có thể nó sẽ xuống những tốc độ quá thấp nếu mà bạn để khẩu quá lớn, khép khẩu quá lớn thì nó sẽ xuống tốc độ quá thấp, chỉ vì bạn phải cầm chắc tay hơn. Ok, tiếp theo là ISO. Con máy phim nào nó cũng sẽ có một cái bạn phải chỉnh, nó là ISO. ISO là độ nhảy sáng, nó sẽ quyết định theo cuộn phim. Ví dụ như sẽ có 200, 400 hoặc 800. Thì khi mà bạn muốn setting ISO cho con máy này thì bạn nhìn kỹ nha. Từ con này nó hơi xích này, chờ đặc trưng của nó một xíu. ISO của nó sẽ nằm ở bên đây. Nó sẽ có chữ A sao ở chữ dấu kim nè. Cách để mình chỉnh, đầu tiên mình nhấn ngón tay trong cái lẫy màu bạc này, xong mình lấy tay này mình kéo cái vòng trong cùng, vừa đè cái lẫy màu bạc này vừa xoay cái này. Đó, nó sẽ chạy ISO nè. Nó cũng khá là nhẹ, không có nặng đâu. Đó, dù bạn mua phim ISO nhiều, bạn chỉ cần chỉnh nó về cho fit ISO giống vậy là được. Đó, vậy thôi. Rồi, và bạn lấy nét lên cờ chụp. Đó, chỉ là cái cơ bản của nó. Rồi, trong trường hợp cái máy này bạn muốn chỉnh những thông số đặc trưng hơn, ví dụ như thứ nhất là bù trừ sáng. Trong trường hợp sau này bạn chụp mà bạn có một khoảng thời gian nào đó bạn sẽ muốn chụp bức hình cùng với cái thông số ban đầu của máy, mà muốn cộng thêm một lớp ảnh, một stop ảnh, gọi là stop ảnh cho nó sáng hơn xíu, hoặc là giảm đi một stop cho nó tối đi xíu, thì cái máy này nó có chức năng đó luôn. Một cách là bạn sẽ dặn cái dòng này và canh theo cái chấm màu cam nhỏ xíu 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 trên đây. Khi bạn nhận được máy bạn sẽ nhìn thử nha. Đó là bù trừ sáng đó. Thông thường người ta sẽ hay để ở 1, chứ người ta sẽ không để những số lớn hơn, vì để những số lớn hơn nó sẽ bị chệch, nứt sáng. Rồi
dòng ISO con này mình đã điều chỉnh nó rất là nhẹ nhàng rồi, thành ra là bạn cứ giữ cái màu bạc này xong xoay cái mép nhỏ nhất ở trong cùng là chỉnh ISO. Rồi, trên máy này sẽ có hẹn giờ bằng cách là kéo hết xuống lên cò, lấy nét và nhấn nút chụp. Thì hẹn giờ nó sẽ chạy và sau 10 giây thì nó sẽ tắt đi. Và sau 10 giây nó sẽ chụp, mình lộn. Đó, chỉ vậy thôi. Ok, đó là hẹn giờ của máy này. Tiếp theo là về cách thao tác gắn phim và tháo phim. Đúng rồi. Khi mà rồi ví dụ nha, mình sẽ có những cái lỗi ở cái máy này mấy bạn hay bị. Thứ nhất là bạn hay kéo cái tay lên chỗ này, bên không có cái mép này. Bạn hay kéo này lên thì nó sẽ bị đóng cái view lại. Thì nếu mà bạn thấy cái view bạn tối hù thì bạn giúp mình lấy tay hạ này xuống. Thứ hai là trên con máy này nó sẽ có chức năng là lock, là khóa máy. Ở đây nè. Đó, có cái lẫy nè, đẩy qua nè. Đẩy lại nè. Khi mà đẩy qua nó sẽ hiện ra chữ L, lock là khóa máy lại. Thì nếu mà bạn không chụp, bạn giúp mình để về lock để tránh trường hợp các bạn bị hao pin. Ok. Rồi, mở máy ra thì bằng cách là kéo này lên, nhấc mạnh cái nó sẽ bung bùng phim ra. Rồi bộ đếm số nó sẽ trả về chấm ban đầu. Lúc này thì khi mà bạn muốn lock phim thì bạn giúp mình để cái đầu lòi ra đây, hướng xuống dưới. Rồi, sẽ đẩy hết này xuống luôn, xoay xoay chỗ này xuống sát luôn, xoay xoay nha, đẩy nó xuống. Nó giữ cuộn phim mình lại, bạn lắp mà nó không bị tuột. Tiếp theo là bạn kéo cái đầu phim này và nhét vào một trong những cái khe ở bên đây, khe nào cũng được hết. Nhét sâu vào. Thì khi mà bạn nhét thì bạn lưu ý là bạn chỉ nhét vào xong rồi mình sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra con phim bạn có bị tuột hay không. Thì thông thường khi người ta chụp phim á, thông số người ta không quan thông số, nếu mà người ta chưa biết thì bạn cũng phải biết lắp phim. Rồi sau đó bạn lên cò, bấm chụp bỏ cho mình một tấm. Lên cò chụp bỏ mình hai tấm. Và lưu ý vì con này nó có chức năng automatic, thành ra các bạn hay thường để với automatic xong kiếm chỗ tối mình chụp bỏ như vậy thì nó sẽ rất là mệt mỏi. Thì nếu mà bạn muốn lắp phim thì bạn kéo xoay về tốc 1000 cho dễ lắp thì nó sẽ lướt qua ban đầu hơn. Rồi lúc này bạn lên cò, bạn chụp thì bạn sẽ có cảm giác nhất là cò nó hơi nặng xíu và bạn chụp từ 3 tới 5 tấm thì cái chụp bên đây sẽ xoay. Mình lên cò lấy nét và chụp, bạn để ý nha, cái này sẽ xoay mà đó là bạn lắp phim đúng. Nếu mà nó không xoay trong 3 tới 5 tấm thì việc đầu tiên của bạn là lấy tay xoay cái này theo chiều mũi tên để cho nó căng đều phim ra. Thứ hai là bạn lên cò thử lại, nếu mà vẫn chưa được thì bạn mở bùng ra lắp lại, cho vì phim bạn bị tuột thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phim hết. Ok, chỉ vậy thôi. Chụp xong rồi thì nhấn nút edit máy. Ok, nhấn nút edit máy. Sau đó thì nhấn nút edit máy, sau đó mở cái này lên là xoay theo chiều mũi tên đây để phim nó tui về. Tuyệt đối khi đang có phim trong máy thì không được mở bùng ra nha, tại vì mở bùng ra nó sẽ bị cháy hết. Tôi về đến khi nghe cái rọt cái hết phim rồi đó, nhấc lên lấy cục phim và đem đi rửa là xong. Để lấy tên số điện thoại thì họ sẽ gửi hình về email cho bạn. Máy mình sẽ kèm dây với kèm nắp nha. Chúc bạn sẽ có những sơn đẹp với chiếc pin tắc K2 này.